quý vị khán giả và các bạn nhỏ thân thiết của chương trình Ước mơ của em. Tường Vi lại được làm công việc yêu thích của mình là kết nối ước mơ của các bạn nhỏ đến một trong những hiệp sĩ của chúng ta. Và hôm nay hiệp sĩ nào sẽ thực hiện ước mơ làm tên lửa nước của bạn Phạm Nguyễn Anh Minh đây ta? Nhưng mà chị muốn đố với các em một chút. Các em đoán thử xem hiệp sĩ nào sẽ thực hiện ước mơ ngày hôm nay? Bí mật nha. Hiệp sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ rồi. Hiệp sĩ hãy nhanh chóng đến địa chỉ 16 Võ Thành Trang để gặp bé Phạm Nguyễn Anh Minh với ước mơ làm tên lửa nước nha. Rồi, hiệp sĩ lên đường ngay đây. Chào Tường Vi nha. Hiệp sĩ Thiên Vương đang đứng ở đường Võ Thành Trang và chị Thiên Vương đang tìm nhà số 16, nhà của bé Anh Minh. 20. Đã có mặt. Xin chào anh, em là hiệp sĩ Thiên Vương của chương trình Ước mơ của em. Ước mơ của con là gì? Con có thể nói lại cho chú biết được hay không? Thế thì con đã biết gì về tên lửa nước chưa? Con chưa biết lắm. Chưa biết lắm. Con đã theo dõi hay là thấy ở đâu tên lửa nước đã được phóng lên nào? Trong TV có mấy anh làm. Vậy tên lửa nước làm bằng từ gì con? Cánh. Rồi gì nữa nào? Cánh. Rồi gì nữa nào? Còn ngọn lý. Vậy thì chú cháu mình sẽ lên mạng ha. Để mà mình sẽ tìm coi thử là có một tài liệu nào mà hướng dẫn mình làm một tên lửa nước không. Nó giống như tấm bông lấy tài đúng không? Đây là cái bệ phóng lại không nè. Mà hai cho con bơi trong chú gì thôi. Làm gì? Làm gì? Để làm tên lửa nước. À, bên này có cái tiệm tạp hóa. Mình sẽ mua nước đầu tiên ha. Dạ. Đây nè. Chị ơi, mấy anh em hai chai nước. Một chai nước ngọt. Bên đây giờ mình qua mình xin giấy. Mấy cái bìa cứng á. Bán giấy dán tường nè. Coi cô có giấy cắt tông con. Dạ. Cảm ơn cô. Lúc nãy mình xem trong này là có phần tấm bông. Tấm bông để mà làm giống như một lưỡi như thế này nè. Thì mình qua mình xin nha. Dạ. Cũng khâu tấm bông rồi. Làm gì? Đi tấm bông gì? Dạ, em làm tấm bông vượt qua bao gian truân cùng bay theo cánh diều mơ. Rồi cô gống nước thương cô. Vô trong nhà có chị chỉ cho con. Để ngày mai tươi sáng cho đời. Mình lên mình tìm một chỗ trống. Dạ. Để mình bắt đầu mình làm cái tên lửa nước và mình thử nghiệm coi mình phóng nó bay không nha. Dạ. Rồi bây giờ mình đã tìm được một cái bãi đất trống để mà mình bắt đầu mình làm ha. Đừng bắt con uống nước mà. Bây giờ mình sẽ chơi bắn tù tì. Ai mà thắng thì người đó được chọn là uống cái loại gì? Bắn tù tì. Chú uống này, con uống này đi. Bữa tới rồi, chạy. Bữa rồi. Con vỡ bụng rồi. Được rồi hả con? Được rồi. Bây giờ mình sẽ làm tiếp ha. Con muốn làm phần cánh không? Dạ muốn. Thì bây giờ con muốn hình nó như thế nào? Hình cánh này. Tam giác. Rồi. Coi như xong phần này cho con. Rồi. Vô. Đây là tên lửa hiện đại nhất hiện nay, được phóng bằng nước. Và người phi hành gia không ai khác đó chính là Anh Minh.
Con có nghĩa là mình nên trang trí cho nó đẹp không? Dạ có. Rồi con là tìm cách con trang trí cho nên của nó theo ý con đi. Trời ơi, sao giống như người ngoài hành tinh quá vậy con? Cắn được không? Được không? Ở chân lý giờ đây chỉ sai trời. Chuyện này chắc thất bại quá Minh ơi. Mình làm không được rồi. Cái đề phóng này là chú thấy là thất bại rồi nè. Giờ chú thử lại một lần nữa coi thử có được hay không nha. Nếu mà không được thì coi như là mình sẽ đi về. Rồi gắn cho được rồi đó. Nhưng mà làm sao cho nó bay? Bơm hơi dùm. Chế nước cho 2/3 nè. Từ đây ha, lên tới đây. Mình đi ra ngoài đất trống mình làm thử nha. Chưa bung dù con ơi. Bây giờ mình có cái muốn thử lại lần nữa không? Ở đâu lên rồi đó. 1 2. Ủa mình sẽ phải làm dù lại, dù đã bị rách hết rồi. Cần trợ giúp. Chú chỉ dẫn con tới một nơi. Đó là một người em của chú. Dạ. Chuyên chơi về. Đó là nước. Dạ. Và người đó sẽ hướng dẫn con làm những công đoạn còn lại. Xin chào em. Xin giới thiệu với con, đây là chú Nam. À, ở trong câu lạc bộ Thiên Văn Nghiệp Dư của thành phố Hồ Chí Minh. Con làm cái tên ở nước mà con nó làm cái dù mà nó bắn lên nó rớt xuống nó không có bung dù ra. Thế thì bây giờ mình đi phá trước ha. Cái gì vậy? Dây rút công nghiệp. Dây rút. Ừ. Ở đây á có một cái cục lồi ra nè. Nếu mà tất cả những cái này nó cùng ép chặt vô trong cái này, mình sẽ giữ cho cái chai nó chắc. À, ra là vậy. Để to đây rồi. Nó sẽ giữ chắc lại. Cầm cái này rút sức. Đây là một cái đồng hồ đó áp suất. Cái chai này á thì nó chỉ chịu nếu mà áp suất nhất định thôi là nó nổ. Thì để cho an toàn á thì cứ để một cái đồng hồ đây để cho mình biết tới cái mức nào đó thì mình sẽ phải dừng lại. Đó, tức là áp suất nó tăng. Áp suất tới bao nhiêu thì nó nổ? Thì thường á áp suất khoảng tầm tới 100 hoặc là 1.2 nó sẽ cắn cực kỳ đẹp luôn. Thì biết cái lỗ này để làm cái gì không? Dạ không. Tức là khi mà cái dù nó đang nằm vòng queo này nè, mà nó đang rơi trên á, thì để mà có thể khí nó thể đi từ ngoài dù vào trong á, thì phải có một cái lỗ này, nó sẽ luồn dòng khí vào, thì cái dù từ đó nó mới bung ra được. Rồi, bây giờ chúng tôi chuẩn bị phóng tên lửa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey.
ơn chú nào giúp con thực hiện ước mơ. Thì nói chung ước mơ của em rất là đẹp, rất là hay. Trong tương lai thì cứ liên hệ với chú nếu mà có những cái khúc mắc gì về tên lửa nước và thiên văn. Và sau ngày hôm nay con đã thực hiện thành công ước mơ, đó là tự tay tạo một cái tên lửa nước. Vậy thì con có dự định là con sẽ nuôi dưỡng ước mơ này nó lớn mạnh hơn nữa không? Không có. Con nuôi dưỡng như thế nào nè? Con sẽ làm tên lửa cấp tầng. Mình sẽ làm tên lửa 2 tầng, 3 tầng luôn á hả? Dạ. Ồ, con định làm với ai? Con làm với bạn con. Vậy là hiệp sĩ Thiên Vương đã giúp đỡ bạn Minh hoàn thành ước mơ của mình. Và chị Tường Vi đang mong chờ chiếc tên lửa 2 tầng của bạn Minh quá à. Nhưng mà khi nào làm được xong á, thì bạn Minh nhớ chụp hình lại và gửi chị Tường Vi và hiệp sĩ Thiên Vương chiêm ngưỡng tác phẩm của em nha. Đến đây thì Tường Vi phải nói lời chào tạm biệt quý vị khán giả và các bạn nhỏ rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chắp cánh ước mơ tuổi thơ, la 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 la. Để ngày mai...